Một Simacai, huyện vùng cao biên giới, gian khó bậc nhất của tỉnh Lào Cai đang lặng lẽ lùi xa. Một Simacai trù phú, no ấm, bình yên đang hiển hiện từng ngày. Nếu không phải người dân địa phương gắn bó với từng bước đi, nhịp thở của miền đất này, bạn sẽ phải ngỡ ngàng mỗi lần trở lại. Một Simacai năng động trên đường phát triển đã và đang đổi thay diện mạo mau chóng đến không ngờ. Bên trong sự đổi thay dễ nhận thấy về diện mạo của Simacai là cả một sự đổi thay to lớn, mạnh mẽ nhưng cũng rất lặng thầm, bền bỉ, đã và đang diễn ra trong mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội của huyện vùng cao biên giới. Đối mặt với muôn vàn khó khăn về điều kiện địa hình và khí hậu, kinh tế và xã hội, dân số và dân trí, chỉ có sức mạnh đoàn kết mới có thể giúp Simacai không những không bị tụt hậu, mà còn bứt phá mạnh mẽ, ngày càng rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương khác trong tỉnh và trong nước. Điều tất yếu đó đã được thể hiện một cách sống động trong 5 năm qua, một nhiệm kỳ đầy dấu ấn của Đảng bộ huyện Simacai. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã thống nhất thành một khối vững chắc, nỗ lực và sáng tạo, kiên trì và bền bỉ, tích lũy từng thành công nhỏ để làm nên thành tựu lớn. Tính chung trong cả giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt mức trung bình 11% một năm, tức là gần gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng chung của cả nước. Một sự chuyển dịch đang diễn ra trong nội tại nền kinh tế của huyện. Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp giảm từ 51% xuống còn 47%. Thương mại, dịch vụ, du lịch tăng từ 37% lên 39%. Ngành công nghiệp xây dựng cũng tăng từ 12% lên 14%. Kết quả tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu đã mang lại sự cải thiện đáng kể về sinh kế cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu 500 nghìn đồng một người một năm, bằng 158% mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Có thể nói, đây là mục tiêu về đích sớm nhất, tạo nền tảng căn cơ nhất để Simacai vượt qua nhiều khó khăn trên các lĩnh vực khác. Trong nhiệm kỳ qua, nông nghiệp Simacai đã kết hợp được 3 nguồn lực quan trọng là tiềm năng về đất đai, khí hậu, nguồn gen và kinh nghiệm lao động bản địa, khoa học kỹ thuật và đổi mới trong tổ chức sản xuất tiêu thụ nông sản. Đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tiêu thụ có hiệu quả, mang lại năng suất và thu nhập cao. Các cây trồng vật nuôi bản địa hoặc phù hợp với điều kiện canh tác như tam thất, cà chua đen, cát cánh, cây ăn quả ôn đới, vịt xín chén, gà đen, ngựa bạch đã bước đầu được sản xuất thành công bằng mô hình nông nghiệp công nghệ cao như nhà lưới, tưới nước nhỏ giọt, nuôi nhốt, bán công nghiệp và có khả năng nhân rộng. Sự kết hợp này đã nâng cao đáng kể giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác, đạt 38 triệu đồng trên hecta trên năm, cao hơn 3 triệu đồng so với mục tiêu đã đề ra. Tổng sản lượng lương thực bình quân tăng 1.071 tấn trên năm. Năm 2020 đạt 26.500 tấn, vượt mục tiêu 1.500 tấn. Chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và an toàn sinh học tăng trưởng một cách vững chắc. Tỷ lệ hộ có chuồng trại kiên cố đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 80%, đàn gia súc tăng bình quân 20% trên năm. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã trồng được 785 hectare rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 40%, bằng 102% mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Trong mỗi bản làng Simacai, các nghề tiêu thụ công nghiệp như rèn đúc, chế biến rượu, thêu dệt thổ cẩm được khuyến khích phục hồi và phát triển, đạt tổng giá trị sản xuất 55 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với năm 2015. Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Simacai thay đổi nhanh chóng về diện mạo, đó là huyện đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình này đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhân dân hiểu rõ mục tiêu cao đẹp của chương trình, đồng thuận tham gia, tự nguyện hiến công lao động, đất đai, vật tư với tổng giá trị trên 65 tỷ đồng, góp phần đưa mục tiêu xây dựng nông thôn mới về đích trước 2 năm. Simacai đã có 6 trên 13 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tăng 6 xã so với năm 2015 và đạt 150% mục tiêu đề ra. Là một người dân của huyện Simacai thì chúng tôi có cảm nhận là trong 5 năm qua
thì Simacai có những cái bước phát triển rất là mạnh mẽ, là dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thì chúng tôi thấy rằng là đời sống của nhân dân cũng đã có rất nhiều cải thiện. Thế rồi đường, trường, trạm hiện nay là đường bê tông của Simacai là đã vào nó tận các thôn bản. Thế rồi các trường học thì cũng đã được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đã tạo mọi cái điều kiện thuận lợi là các cháu hiện nay đã 100% các cái nhà trường đã được xây dựng khang trang và đẹp đẽ. Thế và đời sống của nhân dân thì ngày càng phát triển hơn. Thế và các cái phong tục tập quán của nhân dân thì qua cái theo dõi của chúng tôi thấy rằng là cũng đã giảm tiện đi rất là nhiều mà so với lại những cái năm trước đây. Thế đấy là một trong những cái chúng tôi cũng đánh giá là một trong những cái thành quả mà của Đảng bộ cũng như là của các dân tộc huyện Simacai. Người ta thường nói chợ là hàng thử biểu của nền kinh tế vùng cao. Những phiên chợ Simacai, Xín Tráng, Cán Cấu, đông vui, tấp nập không chỉ thể hiện sự chuyển dịch kinh tế từ tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa mà còn thể hiện sự cải thiện đáng kể về điều kiện giao thông, vận tải, dịch vụ ngân hàng, viễn thông. Thêm một con số, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của huyện đã đạt 368 tỷ đồng, tăng 176 tỷ đồng so với năm 2015. Con số này cũng phần nào thể hiện sức mua, một chỉ số quan trọng để đánh giá kết quả giảm nghèo. Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh từ 57% năm 2015 xuống còn 12% vào năm 2020, trung bình mỗi năm giảm 9%. Đây là kết quả tổng hợp từ thành tích trên nhiều lĩnh vực, như công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã tạo được hơn 3.220 việc làm mới cho lao động nông thôn, bình quân mỗi năm tạo được thêm 644 việc làm. Đó cũng là kết quả của việc giảm nghèo đa chiều về giáo dục và y tế. Simacai đã trở thành một trong những điểm sáng của giáo dục vùng cao. 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. Đến nay đã có 25 trên 41 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông và đi học nghề đạt 78%, vượt 8% so với mục tiêu đề ra. Công tác xã hội hóa giáo dục không chỉ kêu gọi được nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ giáo viên và học sinh, mà quan trọng nhất là xây dựng được nền nếp tự giác đưa con em tới trường trong đồng bào các dân tộc. Một kết quả đáng mừng nữa là trước khi kết thúc nhiệm kỳ, 100% số xã thị trấn của huyện đã được công nhận đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Trung bình mỗi người dân Simacai đến cơ sở y tế khám chữa bệnh đạt 2,72 lần một người một năm. 100% người dân được tham gia bảo hiểm y tế. Trên lĩnh vực văn hóa thể thao, có thể đánh giá sự tiến bộ qua kết quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Với 100% các xã, thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Nhiều di sản văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy như múa sinh tiền, các lễ hội gầu tàu, xuống đồng, cúng rừng. 82% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. 57 trên 59 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa. 100% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được phủ sóng phát thanh FM và sóng truyền hình. Tiếng nói của Đảng và Nhà nước đã đến được tất cả các hộ dân, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật, đưa kiến thức thông tin mới đến với đồng bào. Các sự kiện thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên hàng năm. Phong trào luyện tập đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Những kết quả phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao đã góp phần quan trọng vào sự thay đổi con người Simacai, ngày càng có học vấn, trình độ, tay nghề cao hơn, thể chất và sức khỏe tốt hơn, nhận thức nhạy bén hơn. Đó chính là tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai, khi nguồn lực phát triển chủ yếu dựa trên lao động sáng tạo của con người. Kết thúc nhiệm kỳ, đã có 21 trên 22 nhóm mục tiêu hoàn thành nghị quyết đại hội. Đây là kết quả rất là tốt để huyện Simacai tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, vững chắc hơn nữa trong giai đoạn tới. Các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt với mức độ cao. Nhìn lại 5 năm qua,
Có thể nói tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đều duy trì đạt ở mức độ cao, bình quân tăng 10,7% trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 57,01% năm 2015 xuống còn 16,35%, bình quân giảm 7% trên năm. Hàng năm hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Cơ cấu kinh tế của huyện đã từng bước chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông lâm nghiệp giảm, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và du lịch từng bước tăng lên, đời sống nhân dân về cơ sở vật chất và tinh thần đã không ngừng được cải thiện. Có thể nói, trong những năm qua mặc dù có nhiều khó khăn thách thức với tác động đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, song với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, với truyền thống tự lực, sự đồng tình nhất trí và nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đồng bào nhân dân các dân tộc của huyện Simacai đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Một Simacai no ấm, chủ phú, hạnh phúc, văn minh chỉ có thể tạo lập được trong một môi trường bình yên, ổn định. Trong những năm qua, huyện đã chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu. Các ngành địa phương đã thể hiện sinh động phương châm kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh thông qua mỗi chương trình, đề án, dự án, quy hoạch cụ thể. Các đồn biên phòng đã trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân các dân tộc biên giới Simacai. Và ngược lại, lực lượng biên phòng cũng gắn bó chặt chẽ, mật thiết với đồng bào các dân tộc nơi đây thông qua công tác xây dựng địa bàn, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại hợp tác hữu nghị với địa phương nước bạn có chung đường biên giới. Lực lượng công an Simacai đã làm nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng và hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, giữ vững an toàn xã hội, trật tự trị an, xây dựng môi trường cuộc sống bình an để đồng bào các dân tộc yên tâm phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm nên các thành tựu của Simacai trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở được chuẩn hóa, bố trí phù hợp theo vị trí việc làm. Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, các cơ quan chính quyền huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã thực hiện đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính, áp dụng ngày càng có hiệu quả hơn cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong nhiệm kỳ qua, Simacai đã thành lập được thị trấn huyện, sáp nhập 5 xã thành 2 xã, sáp nhập giảm trừ 98 thôn xuống còn 59 thôn, tổ dân phố, giảm 7 đầu mối cơ quan, đơn vị cấp huyện, sáp nhập 10 trường học, hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, hoàn thành tinh giản biên chế theo nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân giúp Simacai tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực trong 5 năm qua là Đảng bộ huyện đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới đảng viên và đông đảo nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã mạnh dạn vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã xác định rõ các trọng tâm công tác, lựa chọn đúng những khâu đột phá và lộ trình thực hiện để tập trung lãnh đạo. Bộ máy tổ chức Đảng các cấp được kiện toàn, số chi bộ, thôn, tổ dân phố có chi ủy đạt trên 86%. Công tác cán bộ được đặc biệt chú trọng trong tất cả các khâu, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đến sử dụng, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định, gắn công tác cán bộ với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định số 28 của tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ đã luân chuyển 36 cán bộ lãnh đạo quản lý, cử 1.091 lượt cán bộ công chức cấp huyện, xã đi đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị.
hàng năm có trên 80% các chi đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ đầu nhiệm kỳ tới tháng 3 năm 2020, đã kết nạp được 604 đảng viên mới. Kết quả đổi mới công tác dân vận đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức đảng với nhân dân trên địa bàn. Có thể nêu một con số, trong nhiệm kỳ, huyện đã tổ chức 178 hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai dân chủ với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở được kiện toàn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng và dòng họ, tuyên truyền vận động nhân dân, tạo ra sự đồng thuận mạnh mẽ trong thực hiện các chủ trương của Đảng bộ huyện, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Simacai đã thực hiện được 463 cuộc kiểm tra giám sát, giúp các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt hơn các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, kịp thời khắc phục những hạn chế khuyết điểm được chỉ ra. Dựa vào cái thế mạnh của địa phương, lựa chọn và ưu tiên các cái nguồn lực, tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay, những khâu đột phá trong từng giai đoạn để tạo sức lan tỏa ra các nhiệm vụ khác, theo phương châm việc nào dễ, ít nguồn lực, đầu tư, có sự đồng thuận cao thì làm trước. Thứ hai là tập trung, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó phát huy cao độ nội lực và sức mạnh toàn dân, đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là các cái nguồn vốn đầu tư của chương trình 135, nghị quyết 30A, rồi chương trình xây dựng thông thôn mới, và đặc biệt là nguồn của nghị quyết 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững của huyện Simacai đến năm 2020. Bài học thứ ba đó là phân công các đồng chí trong Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các chương trình, đề án, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết và điều chỉnh bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với thực tiễn. Và một cái bài học nữa đó là chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết kịp thời phát sinh tại cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 18, Simacai đã tạo lập được thế và lực mới, làm cơ sở để xác định những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, những khó khăn thách thức cũng đặt ra rất bộn bề. Có những khó khăn khách quan do bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, và quan trọng nhất là những khó khăn chủ quan đến từ hạn chế, yếu kém của từng tổ chức đảng và đảng viên, từ xuất phát điểm kinh tế xã hội của huyện. Dù đã có sự tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với các địa phương phát triển. Nhìn thẳng vào thực tiễn, đánh giá đúng thực tiễn địa phương, xác định đúng các tiềm năng, thế mạnh và cơ hội phát triển, Đại hội lần thứ 18 của Đảng bộ huyện sẽ kết tinh trí tuệ của gần 3.000 đảng viên Simacai để xác định những phương hướng, giải pháp tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc, xây dựng Simacai trở thành một huyện khá của tỉnh Lào Cai. Simacai, một ngày mới. Núi đồi cao nguyên Simacai tươi đẹp và yên bình. Con người Simacai tràn đầy năng lượng, lao động và sáng tạo. Tất cả đã sẵn sàng chờ hiệu lệnh từ Đại hội Đảng bộ huyện, đồng loạt bước vào thời kỳ phát triển mới với đích đến 5 năm tới là xây dựng Simacai sớm trở thành huyện phát triển về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh, tiến bộ về văn hóa xã hội ở nơi địa đầu biên cương Tổ quốc. Chào nhau.